Rồi, mời các bạn giới thiệu. Em tên là Huỳnh Ngoại Minh. À, em sinh năm 1984, quê em ở Trà Vinh. Dạ, và em cũng đến từ Trà Vinh. Dạ, em hiện là giáo viên. Thầy giáo hả? Dạ. Thầy giáo màu sắc quá hả? Rồi, bạn trai, tình trường mình sao em? Dạ, em thì chưa hôn bao giờ chưa. Chưa có mối tình nào luôn? Dạ, mối tình thì có. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại nói chuyện thôi. Ủa, lý do tại sao bạn ế vậy? Chắc có lẽ là em tập trung công việc nhiều. Anh làm cụ thể anh dạy về môn gì anh? Dạ em dạy môn âm nhạc. Giờ làm một bản nhạc thiếu nhi gì cho nó vui vui xíu rồi. Đúng rồi, thiếu nhi nha. Rồi nếu mà dưới đây vỗ tay nhiều á là anh được lòng rồi đó nha. À, xin mời tất cả cùng vỗ tay theo nhịp điệu bài hát ha. Liên khúc thiếu nhi 1 2 3. Một sợi rơm vàng là 2 sợi vàng rơm. Bà bện trời to, bà làm trời nhỏ. Trời to, bà quét sân to. Ấy con trời nhỏ, bà để dành 300 là quét nhà, quét nhà. Con của mẹ rất hiền. Con đừng quên con nhé. Ba mẹ là quê hương. Hay quá. Dễ nhưng thương mà hơi hoang mang. Sao muốn dẻo vậy? Chưa có mối mối tình nào. Rồi đặc biệt là đường cong rất là cong. Đó. Thích phụ nữ không anh? Dạ thích chị. Chắc không? Chắc. Anh đưa lại cái ngón tay anh coi. Tay em dẻo từ nhỏ luôn chị. Tại dạy thiếu nhi mà. Thôi được rồi anh ngồi xuống. Mình đi. Thấy Út Phượng dễ thương, cũng vui tính nữa. Nói chung người ta nói một nụ cười 10 tháng thuốc bổ mà. Ngày cười vài chục nụ được vài chục vài trăm thang. Khỏi uống thuốc bổ. Nhưng mà lúc nào mà cười nhiều quá mà đau dạ dày thì phải uống thuốc chứ gì. Ba. Hết thời gian.